Xét đề nghị của Sở Xây dựng về tình hình xây dựng công trình khu dân cư số 1 Tây Nam huyện Long Điền do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản giao Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền không xem xét việc xác nhận chuyển nhượng đất đai tại dự án này, không cho tổ chức xây dựng khu dân cư số 1 Tây Nam. Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Ô Cấp, chủ đầu tư dự án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiến hành điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án khu dân cư số 1 Tây Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền không xem xét việc xác nhận chuyển nhượng đất đai tại dự án khu dân cư số 1 Tây Nam và thông báo cho các hộ dân ngừng thi công xây dựng công trình tại các lô đất thuộc dự án, tăng cường các biện pháp quản lý đất đai và xây dựng tại dự án để chờ kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Ô Cấp, chủ đầu tư dự án không thực hiện việc chuyển nhượng đất đai và tổ chức xây dựng công trình tại dự án cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng về việc thực hiện dự án. Liên quan đến vụ việc này, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đề nghị phối hợp xử lý việc xây dựng chuyển nhượng nhà đất tại dự án khu dân cư số 1 Tây Nam.